Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của mẹ Bảo Hân. Ngày hôm nay thì mẹ Hân sẽ hướng dẫn chi tiết 10 bước để tạo lên một cái bông hoa hồng từ củ cà rốt trẻ cánh kết hợp với chạm khắc. Đây là một trong những cái mẫu bản quyền của mẹ Bảo Hân. Khi bạn học cắt tỉa tại mẹ Bảo Hân, bạn sẽ được học cái mẫu này nhé. Bạn nào nhanh nhẹn hoặc có thể là kiên trì thì các bạn cũng có thể tự xem ở trên video và đi theo các bước cơ bản thì các bạn cũng có thể thực hiện được với cái mẫu hoa hồng này. Với hoa hồng này thì các bạn cần cái phần cuống của củ cà rốt thì các bạn sẽ tạo được cái bông hoa hồng đẹp nhất có thể. Ở đây thì mình sẽ đi đủ 10 bước và các bạn hãy kiên trì nhìn đủ 10 bước giúp cho mình nhé. Tại mẹbaohan.com thì ngoài việc mình cung cấp các sản phẩm trà hoa thì mình có các cái bộ dụng cụ cơ bản nhất. Đó là bộ dụng cụ tỉa 7 dụng cụ cơ bản gồm có một túi 7 dụng cụ sủi cơ bản nhất với giá là lẻ là 130.000. Một móc tỉa hoa hai đầu giá lẻ là 130.000. Một dao kiwi đuôi đỏ cơ bản sẽ có giá là 30.000. Dao tỉa gỗ cơ bản mà mình đang có ở trên màn hình thì có giá là 150.000. Và nếu như các bạn mua thì các bạn nên mua theo combo. Các bạn mua combo dụng cụ 7 dụng cụ, một tông móc tỉa hai đầu, một dao kiwi cơ bản thì các bạn chỉ còn về giá có 230.000 đồng. Và combo 7 dụng cụ, một góc tỉa hai đầu, một dao cán cao cấp. Bộ combo này sẽ có giá là 320.000. Khi các bạn mua theo combo thì mỗi cái sản phẩm các bạn sẽ được giảm ít nhất từ 20 đến 30.000 các bạn nhé. Vậy cho nên khi mua sản phẩm tại Mẹ Bảo Hân thì các bạn nên cố gắng là mua theo combo. Kể cả các cái sản phẩm như là trà hoa hồng này, trà hoa cúc, trà hoa nhài. Rất nhiều các sản phẩm khác Mẹ Bảo Hân có ở trên mẹbaohan.com thì bạn cũng mua theo combo thì các bạn sẽ được miễn phí tiền ship, cùng với đó là sẽ được giảm thêm tiền khi mà các bạn mua nhiều sản phẩm cùng một lúc. Thì tất cả những cái đơn hàng như vậy thì các bạn hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với mẹ Hân qua cái số 0977659472 để chúng ta có thể là hạ giá được cái sản phẩm, hoặc không thì khi mà bạn lên đơn hàng ở tại trang web mẹhân.com thì các bạn cũng cứ lên từ 2 đến 3 sản phẩm thì mẹ Hân sẽ cố gắng liên lạc lại với bạn. Và bạn hãy nhớ là để lại số điện thoại để mình có thể liên lạc lại qua với Zalo với bạn để trao đổi và có thể hỗ trợ thêm cho bạn nhé. Với tất cả những cái dụng cụ tỉa hoa thì sau khi các bạn tỉa mua xong mà các bạn chưa biết học cắt tỉa thì các bạn cũng vui lòng liên hệ lại thì mẹ Vân sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái buổi cơ bản nhất để làm sao các bạn có thể tỉa được, sử dụng được những cái dụng cụ cơ bản nhất tại mẹbaohan.com. Và cái lớp học tỉa hoa nghệ thuật của mẹ Bảo Hân thì nó cũng tùy theo nhu cầu của bạn. Vậy cho nên là khi các bạn học tại tỉa hoa nghệ thuật thì các bạn cũng phải lưu ý là chúng ta sẽ có một buổi trao đổi trực tiếp với nhau, có thể là qua mạng hoặc cũng có thể là trực tiếp tại nhà của mẹ Bảo Hân. Sau đó thì chúng ta sẽ ra được cái giáo án cụ thể từng bạn là bạn sẽ học về cái gì, ra được mẫu hoa như thế nào. Ở đây thì mình sẽ đi từng bước một, cùng với đó là những cái bộ dụng cụ khi các bạn học xong, các bạn mua xong thì các bạn liên hệ lại để mình có thể gửi những cái video để các bạn có thể học, hoặc là có thể là mình sẽ sắp xếp để làm sao mà chúng ta có thể học trực tiếp với nhau một buổi cơ bản miễn phí khoảng 2 tiếng các bạn nhé. Và tất cả các đơn hàng tại mẹbaohan.com thì các bạn lưu ý là mẹ Bảo Hân không bán qua các cái mục comment bên dưới, bởi vì khi các bạn để lại những cái comment ở phía bên dưới rất nguy hiểm cho các bạn, có thể sẽ không phải là sản phẩm của mẹbaohan.com. Vậy cho nên khi mua thì các bạn lưu ý là chúng ta hãy gọi điện trực tiếp qua cái số 0977659472 hoặc để lại cái tin nhắn Zalo ở trên đó thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn, hoặc cùng với đó là bạn có thể là gọi qua cái Facebook Trần Kim hoặc Facebook mẹ Bảo Hân. Tất cả những cái đường link đó thì mình để ở bên dưới tất cả các video mô tả rồi và mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé. Còn ngoài ra thì mình không nhận những cái đơn hàng mà các bạn để lại những cái comment ở phía bên dưới, bởi vì thật sự là những cái đơn như thế thì nhiều khi mình, thứ nhất là mình không kiểm tra kịp, cái thứ hai là có thể là các bạn sẽ bị mất thông tin cá nhân và mình không đảm bảo được cái điều đó nhé, và cũng không đảm bảo được cái sản phẩm của mình có thể đến được với bạn hay không đó. Cái mẫu hoa này là một trong những cái mẫu mà mình tự sáng tác ra. Nó vốn là từ cái mẫu trẻ cánh kết hợp với mẫu chạm khắc. Ở bên ngoài nó sẽ là trẻ cánh, đi dần vào bên trong thì bên trong nhụy nó sẽ là chạm khắc.
Vậy cho nên để tạo ra được bông hoa này thì các bạn phải học hai kỹ thuật, đó là kỹ thuật chẻ cánh và kỹ thuật chạm khắc để tạo ra bông hoa từ rau củ quả. Thì hai kỹ thuật này là hai kỹ thuật cơ bản nhất mà tất cả các bạn khi các bạn học tại Mẹ Bảo Hân thì các bạn sẽ đều được học nhé. Mình sẽ dạy chi tiết tỉ mỉ từng bước để các bạn có thể là chúng ta khi mà chúng ta đã học được hai cái kỹ thuật này thì các bạn có thể tha hồ sáng tạo theo mẫu nào cũng được. Cùng với đó là có cái sự kết hợp của bộ dụng cụ cắt tỉa rau củ quả thì các bạn sẽ dễ dàng thực hiện những cái mẫu hoa cơ bản đơn giản. Đặc biệt là vào cái mùa hè này thì mình cũng có chia sẻ dạy cho các bé từ 7 tuổi trở lên. Các bé cũng có thể sẵn sàng học được những cái mẫu cơ bản dễ dàng ở bên Mẹ Bảo Hân. Với các bé thì thường là hầu hết các bé sẽ phải sử dụng đến bộ dụng cụ sủi. Thế còn thì với những cái chạm khắc như thế này thì các mẹ có thể thực hiện nhé. Còn các bé thì thường là các bé phải trên 10 tuổi các bé mới bắt đầu có thể thực hiện được với những cái mẫu dao mà nó sắc hơn như thế này để cho đảm bảo cho các bé hơn. Còn đối với các bé nhỏ hơn thì chúng ta chỉ cơ bản là dùng sủi thôi. Dùng sủi thì các bé sẽ tạo ra được những bông hoa rất là hay, rất là đẹp rồi. Đó, với những cái mẫu như thế này thì nó là cái mẫu nâng cao rồi. Vậy cho nên là khi mà các bạn học cắt tỉa thì các bạn cũng phải học để làm sao ra được hai cái kỹ thuật thì chúng ta mới ra được cái bông hoa này nhá. Và cố gắng làm sao mà chúng ta luyện tập càng nhiều càng tốt. Khi mà các bạn luyện tập thì các cái cánh hoa nó sẽ mọc. Còn nếu mà chúng ta không luyện tập thì cánh hoa nó sẽ không thể mọc đẹp được đâu. Mình cũng chia sẻ thẳng thắn là như thế. Để chúng ta có thể có những cái kỹ thuật tốt thì chúng ta cũng cần có dụng cụ cũng tốt một chút. Ví dụ như con dao mà mình đang cầm ở trên tay thì nó có cái giá lẻ là 150.000 đồng một con. Nếu như bạn ta mua theo combo thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Đó. Dao này thì rất là sắc, cán gỗ và nó là chất thép tốt, cho nên các bạn mua xong thì các bạn cũng có thể là mài được. Thế còn với những cái con dao mà chỉ 30.000 ấy, mình cũng có con dao QQ 30.000 thì mình cũng có. Thế nhưng mà cái con dao đấy thì cũng phải chia sẻ thẳng thắn là nó sẽ không được mướt đẹp như thế này đâu. Thế cho nên là khi mua nếu mà các bạn xác định mà làm gọi là để mà lâu dài thì chúng ta cũng nên đầu tư một chút cho những các cái dụng cụ nó cao cấp hơn một chút nha. Có những cái con dao nó giá tiền triệu cơ, ví dụ như con dao bút thì nó giá khoảng tầm 1 triệu bạc. Thế nhưng mà thực ra thì khi các bạn sử dụng thì các bạn có thể sử dụng đến cái tầm dao này thôi cũng nó cũng phù hợp rồi. Chứ cũng không nhất thiết là phải có những cái bộ dao tỉa hoành tráng quá. Con dao này thì các bạn cũng có thể tỉa dưa hấu rất là tốt, rất là tiện nhá. Đó, các bạn nhìn đường dao của mình đi thì thấy là nó rất là sắc, dễ đi. Đầu dao thì vừa phải để các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của Mẹ Bảo Hân với 10 bước để tạo nên một bông hoa hồng bản quyền của Mẹ Bảo Hân ngày hôm nay. Và khi các bạn đến học tại mẹbaohan.com thì mình sẽ đảm bảo là các bạn có thể học được những mẫu này. Nếu như các bạn kiên trì, mình sẽ có những cái kỹ thuật để làm sao mà các bạn sẽ đi từ nhụy ra hay đi từ trong vào để làm sao các bạn luyện tập để mà ra được cái bông hoa như thế này nhé. Cái hoa này thì các bạn có thể sử dụng trên nhiều các nguyên liệu khác nhau, ví dụ như là cà rốt này, củ cải này, hoặc là các bạn có thể tỉa ở trên đu đủ xanh cũng rất là hợp lý. Hoặc thậm chí là có bạn nếu mà khéo rồi thì chúng ta sẽ tỉa ở trên bí ngô. Đặc biệt là bí ngô non cũng là một trong những cái tác phẩm mà mình đã đi dự thi hoặc là mình đã tham gia chương trình VTV3 cà phê sáng ấy, thì các bạn có thể xem những cái chương trình đó thì thấy là mình đã đưa những cái mẫu hoa này lên đó. Và dụng cụ ngày hôm nay thì chúng ta ngoài dao ra thì các bạn có thể sử dụng phụ kiện thêm, đấy là những cái kéo để chúng ta cắt cái phần cánh hoa. Cái này thì tùy các bạn thôi, bạn nào có thể dùng kéo hoặc cũng có thể dùng dao cũng không vấn đề gì cả. Mình thì thường thì mình cũng ít khi mình dùng kéo lắm, mình chỉ dùng kéo ở cái phía bên ngoài thôi cho nó nhanh. Thế còn vào bên trong thì thường là mình hay dùng dao. Thực ra khi mà dùng dao và các bạn quen tay ấy, thì cái cánh hoa nó mềm và mướt hơn các bạn nhé, đẹp hơn. Đó, cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của Mẹ Bảo Hân ngày hôm nay nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Hãy ủng hộ cho Mẹ Bảo Hân bằng cách nhấn like, share và đăng ký kênh. Ủng hộ cho Mẹ Bảo Hân để Mẹ Bảo Hân ra được nhiều hơn những cái mẫu hoa hay hơn, đẹp hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.